Không được, như vậy quá nguy hiểm rồi. Cô điên rồi sao? Thế cục tức chết này tại sao còn phải đi nộp mạng chứ? Tùy tiện tìm người đi không phải được rồi sao? Chuyện này nhất định phải tôi đi. Đối lại là người khác căn bản không thể tạo được hiệu quả kéo dài thời gian. Yên tâm đi, cục diện sinh tử như này tôi đã gặp quá nhiều rồi, có kinh nghiệm ứng phó cả. Bất tri bất giác, con đã trưởng thành tới mức này rồi sao? Khả Di Curse. Vậy con đem theo chiến đội mật công và tất cả chiến lược khác, kêu họ giúp sức cho con. Nhớ kỹ, cố gắng tiếp xung đột trực tiếp nha. Dân gia, chốn chị nguy hiểm này nên là úp lên đầu tôi. Cô lại tự mình xung phong, cô bị ngốc hả? Khả Di, chúng ta phải tranh đấu lâu như vậy, cô đừng có chết trong tay người khác đó. Mẹ kiếp, rõ ràng nói tiếp bán hành người ta, sao bây giờ kẻ bị bán hành lại là chúng ta chứ? Cửa chuyện đóng mất rồi, lão đại cũng bị giết, chúng ta nên chạy đâu bây giờ? Số lượng yêu thú còn lại là 28 con, vị trí đã khóa, đã phái đội viên đi tiêu diệt. Chủ nhân, chiến thắng đã định rồi. Hay lắm, chuyện yêu thú trong khu an toàn đã được giải quyết ổn rồi. Nhưng mà còn có một chuyện quan trọng liên quan tới số mệnh nữa, nhất định phải đặt một dấu chấm hoàn hảo. Số mệnh, đó là gì? Các cô sớm muộn cũng sẽ hiểu thôi. Cứ ra vào trường thành chính khu xe an toàn số 9. Mẹ kiếp, cứ chuyện đó bị quỷ rồi, yêu thú cũng bị giết sạch rồi, Diệp Hạo kia còn là người sao? Chiến lực của lão tử hầu như đã bị giết sạch rồi, khu an toàn Tây Nam không thể ở được nữa rồi. Cho dù Diệp Hạo không tìm mình gây ra phiền phức, đại ca cũng sẽ vì mình ám tán hắn mà truy sát mình, nhất định phải tới cứ điểm bí mật quan giải trốn, đợi Diệp Hạo giết đại ca xong, mình lại lén quay lại cắn hắn một biến. Cái gì vậy? Cô là Bích Lam Si? Đủ má, cô sao lại đây vậy? Đợt, cô muốn làm gì? Đột nhiên xuất hiện dọa lão tử một phen vậy? Tên nhóc Diệp Hạo sao rồi? Giết hắn rồi hay là đợi mà, cô muốn làm gì? Bích Lam Si? Đương nhiên là muốn giết ông rồi, nhưng mà ông yên tâm đi, tôi sẽ không kết liễu ông ngay đâu. Tôi sẽ từ từ dày dò ông, khiến ông đau khổ sống không được, chết không xong. Đáng chết, thời hạn khống chế cô ta lại quá rồi sao? Ban đầu vì tránh cô ta tiêu hao quá độ nên thiết lập thời hạn. Bây giờ xem ra thực sự không nên nhân từ như vậy. Nhưng mà không sao, khống chế lại lần nữa là được rồi. Lại dám to gan ra tay với chủ nhân, xem ta làm sao xử lý cô đây. Chắc chuyện cảm giác đâu? Đâu đâu đâu, tại sao truyền cảm giác đau, không bị tắc gì hả? Vì ma pháp của tôi đã làm nhiễu hệ thống Android của ông. Nếu tôi là kiệt tác cao nhất của ông đương nhiên cũng sẽ dùng kỹ thuật chống tôi lên người ông, làm nhiễu quá đơn giản. Cảm nhận được chưa, nỗi đau tận xương trĩ, nhưng vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ. Đau khổ tôi chịu đựng còn phải trả lại ông gấp trăm ngàn lần. Vậy sao, sợ là cô không còn cơ hội này nữa. Vì lần này sau khi khống chế, tôi sẽ xóa nhân cách và tình cảm của cô, khiến cô hoàn toàn trở thành đồ chơi và cỗ máy giết chóc của tôi. chuyện gì vậy? Tại sao cô không bị khống chế vậy? Không thể nào, điều khiển không thể nào hỏng. Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao vậy? Vì tôi đã giành được tự do thiệt sự. Lẽ nào là Diệp Hạo, là hắn dạy khống chế trên người cô? Không thể nào. Nguyên kiện khống chế hoàn toàn dung hợp với cô, tuyệt đối không thể nào giải trừ hoàn mỹ trước tình trạng cơ thể không bị phá hoại. Cho nên nói ông căn bản không hiểu Diệp Hạo, cậu ta chính là người đàn ông tạo nên những điều thần kỳ. Ngay cả định diện tọa độ của ông cũng là cậu ấy đưa cho tôi, nếu không sao tôi có thể dễ dàng tìm được ông chứ. Cái gì? Đáng ghét, tại sao tôi không sớm phát giác sự lớn mạnh của cậu ta? Tại sao người mạnh như vậy lại không để cho tôi dùng chứ? Nếu có sự trợ giúp của cậu ta, tôi sớm đã có thể xưng bá khu an toàn Tây Nam. Đáng ghét. Ông sai rồi, Diệp Hạo không thuộc về ai cả, cậu ấy chỉ thuộc về bản thân cậu ấy thôi. Đừng mà, chờ đã, chúng ta có gì từ từ nói, chuyện còn có thể đàm phán mà. Cho dù tôi chết, cô cũng không thoát được, Hoàng Chính tuyệt đối không tha cho các cô đâu. Yên tâm, Hoàng Chính sẽ bồi tán dòng sớm hơn. Vĩnh biệt, quá khứ dày dựng mệnh đáng chết này của tôi. Nhận được kích xác BVB 100 vạn kinh nghiệm, 500 vạn kim tiền, chìa khóa kho bảo bí mật,
kho báu bí mật nằm ở vùng quan dã, bên trong có tài phú cực lớn treo chống tìm lại huy hoàng ngày xưa. Không sai, Diệp Hạo không thuộc về ai cả, cho nên rõ ràng cũng không thuộc về mình. Mình chỉ muốn khiến cậu ấy vui là đủ, mà chìa khóa này nhất định sẽ khiến cậu ấy vui.